trang trại rộng 1.500 m2 với 6 khu trồng rau nhà kính của ông bà Suzuki trong vòng 8 năm nay để cung cấp rau cho các bữa trưa tại các trường học. Vào những ngày cuối tuần hay các kỳ nghỉ hè, trang trại thường đón các em học sinh đến tham quan, trải nghiệm và học các kiến thức về nông nghiệp. Trang trại này cũng là một trong những nơi được chỉ định cung cấp thực phẩm cho các trường học. Đây là loại kích cỡ nhỏ hơn và đây là loại rau kích thước lớn. Việc gieo trồng trong những chiếc hộp này sẽ quyết định kích thước, nên sẽ dễ điều chỉnh trong các suất ăn của trường học. Chúng tôi sẽ dựa trên thực đơn các suất ăn của học sinh do trung tâm chế biến thức ăn cung cấp để sản xuất phù hợp. Tại Nhật Bản thì có những mô hình trồng rau dành riêng cho các trường học. Học sinh thì có thể đến những vườn rau như thế này để trải nghiệm những kiến thức liên quan đến những thực phẩm mà mình ăn hàng ngày tại trường học. Cơ sở chế biến và phân phối suất ăn trường học Chư Bự là một trong 4 cơ sở quốc lập nơi tiếp nhận các nguyên liệu từ các trang trại được chỉ định để nghiên cứu, chế biến các suất ăn cho toàn bộ các trường học trên địa bàn thành phố Fukuroi. Hàng ngày những chiếc xe tải chuyên dụng sẽ chuyên chở những khẩu phần ăn từ các cơ sở chế biến đến các trường học. Chúng tôi chỉ phải chi trả nguyên liệu thực phẩm cho các trang trại và lấy từ ngân sách thành phố. Còn lại tất cả như lương nhân công, xe vận chuyển, nhà xưởng đều của thành phố. Tại mỗi trường học có khoảng từ 2 đến 3 nhân viên cấp dưỡng chịu trách nhiệm nhận các suất ăn từ các cơ sở chế biến và phân phát tới các lớp học. Học sinh các lớp học sẽ phải phân chia, cắt cử luân phiên để nhận đồ ăn tại khu vực cấp dưỡng. Trước khi bước vào bữa ăn là một tiết học ngắn về dinh dưỡng do các cơ sở chế biến suất ăn đảm nhiệm.